Ăn bún bự gì đó hả? Chở vô xì ra chết luôn. Tại hôm gài nghe cãi bụng dữ lắm hả? Chào các bạn đến với kênh Bắc Cộng TV. Hôm nay mình sẽ quay review sơ lược về cái cảnh mà các chị em nhộn nhịp khi mà bẻ cái vườn ớt và những câu chuyện cười tạt ra, cười rớt cái nết luôn nha các bạn. Và mình tranh thủ hôm nay là mình thức sớm là mình quay review cho các bạn xem cái năng suất ớt của gia đình mình. Vì cứ gọi là mình định quay review cho các bạn xem, nhưng mà những câu chuyện cười của các chị là mình phân tâm không tập trung chuyên môn. Để không mất thời gian của các bạn, mình sẽ nói sơ lược về cái giống ớt của mình là 139 các bạn. Mình đã thu hoạch gần 10 lứa nhưng mà chưa hết đợt đầu. Khi nào mà mình ăn hết đợt đầu này á, nếu mà giá cả còn ổn thì mình sẽ ăn tiếp đợt nhì, đợt hai, đợt ba nha các bạn. Và sau khi quay clip mà có gì sai sót mong các bạn thông cảm nha, bỏ qua cho mình. Và nếu yêu thích mình thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh Bắc Cộng TV nha các bạn. Ở quê mình á, là đa số là trồng hoa màu với ruộng lúa, cái đốm vàng vàng ở trên cùng á, là lúa nên sắp thu hoạch nha các bạn. Và mình sẽ quay sơ lược về cái ruộng ớt của mình trên dưới 20.000 cây. Và bây giờ chúc các bạn một ngày mới tốt lành và xem video vui vẻ nha các bạn. Trả ra ha, ông coi ông nói ha, gì có lé cho mày nó lé chết luôn. Ông nói nào rồi nó lé lé rồi mày. Ông bỏ cho tao biết nha. Mà vợ của thằng hết tên gì vậy ta? Tây. Dạ Tây, sao nó không mặn móng hay mà giờ nó đi đâu rồi, bà mua cái nhà cho nó chịu. Ở cái mùng bán của bà nghe bà Năm Sĩ bà cãi hoài đó chứ đâu. Bà Năm Sĩ bà cãi chuyện nhà tao hay lắm. Bà nha, bà cũng bán ấu. Món hai đứa quay diễn hợp lại thôi. Quay được không? Lỗi gì không? Nhỏ không? Không có mà không chỉ tìm chồng cho thằng em nha. Thằng em là mặt bây giờ bị lửa ớt cho nó đây. Tìm vợ cho ông Tòng thì có ai đâu bữa nay à. Bữa nay là ngày mấy ta? 21 Trời ơi, bà nội ơi, im đi bà nội, bà tào lao nữa. Vui là được rồi. Bạn nào thì tốt tôi tới đây á, bà bảy tôi bảy nè. Nó có ai tìm chồng tìm vợ gì đó nhắn con cái like gì đó nha. Bà bạn nó đen á. Bà đang kiếm chồng. Tìm bạn bốn phương mà. Tìm bạn bốn phương nha. Có anh nào mà 40 anh nó chấm vô nha. Cái nút màu đen. Nói nữa mà em hay lắm mẹ. Đẹp trai rồi cho nghe tôi nha. Bảy ở đây là bảy, không qua đây bảy hả? Dựa vô đó xúc vào toàn nó mà em vô. Có cái ghế đẹp. Nhảy chị bảo ảnh cho để bảo ảnh tìm chồng cho chị.
Tao ở đang tìm chồng cho má mày, mày đang bỏ kia đây. Đây. Nó sát mẹ nó đâu rồi. Ông có ba vợ vợ như tuổi? 55 rồi. Con của con á được 55 tuổi. Các con nào được xác nhận rồi à. Đến tới đây tìm hiểu nha. Nè đâu trốn rồi? Trốn. Thế thì con có bông đâu. Cái này mà ông bảy cho bà bảy ăn cái bình rồi bà. Tao mình điện hả? À, tao bữa nào chịu chứ quay cái bụng lên tức cái tiền cho mày nha tao. Rồi đó không hứa. Quay cái bụng nó nổ văng cái camera chết luôn. Tính ra nó quay rồi nó văng đầu nổ rồi. Tại hôm dài nghe cãi bụng dữ lắm mà. Bỏ thôi quay lên là ngắt cái bụng quay về đó. Cãi cái bụng như nó không có sai cho nó. Mày bụng chứ ơi. Thầy ơi, giờ này thầy thắng ở đâu? Thầy đi mặn thầy chú ha. Thầy mặn ở đây thầy chú ở đâu thầy? Thầy có thầy chết thầy ơi. Chị mày bắt lên chừng. Không, vậy là chiều thầy bắt lên thầy coi rồi đó. Chị nó vô ngoài đây quay đây. Ông nói là cái bụng thì quá bự không có chịu được. Ông lại ông bẻ ông bự ông lại tôi quay cho tìm vợ cho ông. Thôi khỏi. Đuối lắm. Đuối gì đuối. Mình nên lo ông xong nữa nè. Để lại đây quay cho rồi tìm cho bẻ đi đây tìm chồng cái cô mà cho cái gì đó. Chà bãi. Chà chào. Bẻ nghĩ chào. Bãi. Ông chú nào ông kèm muốn thương không cắt được bảy ông kia bảy cam bài kìa. Nó không được thang được. Thôi ông kêu bảy cam. Giờ tới giờ nó cho nghĩa rồi mày còn muốn. Chạy cái thang đang quay ra bảy. Chạy nào bắt đầu chạy nó vui. Mạnh lên. Mạnh lên thôi bảy. Chọc quá. Chọc nó lại. Bảy. Chọc lại. Không chạy thẳng lại chỗ chú sáu rồi. Ông bụng bự gì đó hả? Chở vô xì ra chết luôn. Nó nổ hả vậy? Không biết. Ông nói nè, có ông nào ở ngoài cầu bò á, ông bụng bự gì nè, làm gì ghê lắm nè, mà không biết ai, mày giới thiệu cậu mày luôn, giới thiệu cậu với lại, làm sao không giới thiệu được, cậu giới thiệu cậu, cậu mà đứa có bụng bự vô mới biết được, thì cậu biết cậu nào, biết bụng bự bụng nhỏ, ôi mình đâu đại. Nói cho mày biết người ta nói chẳng cho hỏi. Cậu hỏi sao? Cậu hỏi sao? Cậu hỏi sao? Cậu hỏi sao? Cậu làm cả một ngày thì đây là cái thời điểm quan trọng nhất của các chị em để mà nhận niềm vui nha các bạn. Đây cũng là việc khá nhạy cảm, mình cũng không quay quá chi tiết nha các bạn.
Video bây giờ là cũng đã khá dài các bạn, nếu thấy kênh hay thì hãy đăng ký hoặc là bình luận hoặc là chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.